โอเคสวัสดีในตอนนี้ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពី storage ដែលយើងអាច store នៅលើ cloud មានន័យថាយើង upload ចូល cloud យើងអាចទាញចេញមិនបាច់កាន់ដូចជា USB ឬកាន់ hard disk ទៅក្រៅអញ្ចឹងទន្ន័យយើងគឺយើងផ្ញើទុកនៅលើទៅតាម internet ទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចង់បានវាយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់ internet យើងចូល log ចូលទៅយើងឃើញ file របស់យើងដែលយើង upload ចូលនឹងហើយវា free ទាំងអស់មានន័យថា free វាមាន limit របស់វាដូចទី1គឺ mega គឺ free 50G dropbox free 16G ហើយនឹង google drive គឺ free 15G អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយគាត់អត់ចង់កាន់ USB ឬកាន់អីអញ្ចឹងទិន្នន័យរបស់គាត់គាត់អាចផ្ញើទុកនៅលើទាំង3នឹងបានតើតោងជាមួយនឹង Mega ភាគច្រើនគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការ upload software សំខាន់ឬក៏ទិន្នន័យធំយើងដាក់ផ្ញើតាម Mega ក៏បានហើយមួយទៀត Google Drive គឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង email address គឺ Gmail របស់យើង Dropbox ក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំពីការប្រើហើយនឹងការ set up នៅ Mega ដើម្បីទទួលបាន50 MB free នឹងដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ browserគួរបញ្ជាក់ថា app ទាំងបានមកនេះគឺវាមាននៅក្នុង mobile ដូចគ្នាដែរក្នុង telephone យើងចូល Android យើងចូលទៅក្នុង Play Store វាឈ្មោះវាមួយមួយទៅវានឹងឲ្យហើយហើយសម្រាប់ Apple គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង app របស់វាទៅហើយយើង search រកពាក្យថា Mega ឬក៏ Google Drive ឬក៏ Dropbox អូខេសម្រាប់នេះសម្រាប់ computer យើងចូលទៅកាន់បាយពាក្យ mega អូខេ mega.nzip អញ្ចឹងយើងធ្វើការ sign up អូខេ create account មិនស្អាតខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំវិអូខេអឺខ្ញុំវិពីដងថតមក create account អូខេអញ្ចឹងវានឹងផ្ញើ email នេះមកកាន់ email របស់ខ្ញុំបើវាផ្ញើ link ដើម្បីឲ្យយើង confirm ថាវាចាប់វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅបង្កើត account នឹងបានអញ្ចឹងវាផ្ញើ link មកយើងវា log ចូលទៅកាន់ Gmail របស់យើងអូខេយើងយកពាក្យថា account ខ្ញុំចូលទៅ Gmail មួយទៀតអូខេខ្ញុំបីពាក្យ @gmail.com ខ្ញុំ log ចូលទៅរបស់ខ្ញុំចឹងវានឹងផ្ញើ link មកមួយពីផ្ញើ link មកហើយនេះ mega យើងចុចលើវា verify email អូខេចឹងយើង log ចូលតាម password ដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង account mega មិញអូខេចាំមក play វាកំពុង generate keyអញ្ចឹងយើងអាចទិញវាថែមបើយើងចង់បាន space ធំយើងអាចទិញវាថែមអញ្ចឹងតើបីយើងទៅដល់ណាឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់យើង log ទាញ file ដែលយើង store នឹងបានហើយអញ្ចឹងវាដាក់ហើយ KHO នៅទៅទងលុយខ្មែរអីអញ្ចឹងវាដាក់ 50G យើងចង់ទិញថែមវាតម្លៃវាមានស្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចុច free វាឲ្យ download Mega app យើងមានទូរស័ព្ទឬក៏មានអីនេះដាក់យើង skip ខ្ញុំប្រើតាម browser
chúng mình cứ chiếc tiền là dùng lọc để dùng chôn một cái lạnh để dùng start tập phạm dùng ai xe tập căn này là tay dùng ai chat chỉ mua những mật phiệt vào dưới để dùng nhờ tạm email mình để thay ô thọ khi nhóm miền software mũi khi nhóm miền miền cầm thị ấy mũi khi nhóm upload chỗ về là khi nhóm upload chỗ hay khi nhóm trâu cả tay tạo ai mật phiệt khi nhóm để có trong bàn cầm thị rồi có trong bàn pha nắng dùng còn ta miền thần thạc quát ô thọ khi nhóm vi chung mua email của khi nhóm tiếp mẹ nhung rồi nhung con gà thành thạc tập mới dương nhung thôi cả từ tôn chung buồn áp lực pha ở thọ khi nhung áp lực pha muối thì mình chung buồn this one chúng ta upload video nâng muối top gì chúng upload hết mình ghi cái phần mình vào xe chúng mà top bị upload hết khi mình thư ca xe và ôi email là khi mình thư ca nên đây là email nếu chỉ phải là bọc nhau mình sắp tay mình thấy là bọc nhau còn ôi email mới dùng add cho phần khác hay dùng cái top ca video nâng chúng như xe ai quạt đó hai con tất cả đã bị cà mỗi lần bay tập ban hai thập kỷ được liền ok send to contact mỗi kế ok no connection ok sửa được đi no get link ok xong tôi xong tôi sẽ làm reset and contact link here bây giờ khi em ai thấy khi em bạn cần chuẩn trên khi em cho được chuẩn email của khi em sẵn ok chắc bây giờ lên một email khi em mới tiết mega mùi chị email là bọc nhóm chân ở chân ai xe bàn hay với tiết tự tương chứ dừng thưa cả xe được đi cứ nhầm nhà gặp đọc của chị là không xin cho một lệ chân lúc đấy nhầm xe nhầm chứ dùng ai store nó lên được bán hay chứ rút pha bao nhiêu khi dùng store bán dùng trong xe rồi khi nhìn chẳng và xung tục sorry send to contact ưu thông mà bây giờ dùng chan cho mỗi cái gì ai send to contact nằm mỗi dùng ở tới xa dưới ở tên miền chan chứ dùng ok mình chat dùng send đây không messenger dùng chân hay dùng chơi send tới còn đừng tự ban email tự ban file để dùng đã hỏi còn prang này ok ở phần trang
hay tiếp tục dùng mỗi một thiết cứ Dropbox hay năng Google Drive bay năng cứ quy pen để dùng tràn chẳng xem recommend miễn bay năng sản phẩm ông ôn để trong phần đầu free nó là Drive đại diện là cloud học quân tràn.